Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7 vừa qua, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã họp phiên bế mạc, kết thúc kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 với các phiên làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Thành công của kỳ họp lần này một lần nữa cho thấy Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với cử tri và nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Lần đầu tiên, phiên thảo luận chung tại hội trường được phát thanh truyền hình trực tiếp tới đông đảo nhân dân, cử tri cùng theo dõi. Nếu như tại các kỳ họp trước, việc phát thanh truyền hình trực tiếp được thực hiện tại các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc, thì tại kỳ họp lần này, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, toàn bộ phiên thảo luận chung tại hội trường lớn đã đến gần hơn với cử tri trong toàn tỉnh. Qua xem cái truyền hình này, chúng ta có thể nhận thấy là có tính rất là dân chủ, công khai, minh bạch, ngày càng được thể hiện rõ qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đặc biệt tại kỳ họp này thì lần đầu tiên thì tôi thấy rằng là được phát thanh lên truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng trực tiếp sóng của Cao Bằng, thì qua đó thì nhân dân và cử tri chúng tôi được tiếp cận các thông tin trực tiếp một cách là thật là khách quan, chân thực. Đây cũng là giúp cho mối quan hệ của cử tri đối với Hội đồng nhân dân giữ được cái gắn bó công việc tính khách quan hơn. Trong bài phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh một lần nữa nhấn mạnh thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cơ quan dân cử chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Việc tổ chức kỳ họp ngày càng thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét trong các chương trình nghị sự tại kỳ họp. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. Giải pháp tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022. Kỳ họp xem xét, thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua 22 nghị quyết quan trọng, bao gồm 21 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội và nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có một số nghị quyết rất quan trọng như nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng lần 2. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng. Qua theo dõi báo cáo phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, tôi nhận thấy những kết quả đáng mừng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những chỉ tiêu về xuất nhập khẩu, chỉ tiêu về tăng trưởng du lịch. Điều đó một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong việc ban hành, triển khai, thực hiện các nghị quyết chính sách của tỉnh để phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid. Từ đó đã củng cố thêm lòng tin của cử tri và nhân dân địa phương với Đảng, chính quyền. Tôi cũng kỳ vọng những quyết sách được ban hành tại kỳ họp lần này sẽ giúp Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững hơn. Tại phiên chất vấn, kỳ họp nhận được 16 câu hỏi liên quan đến 9 ngành đơn vị. Mở đầu phiên chất vấn, các cử tri và đại biểu đặt vấn đề với Giám đốc Sở Y tế về việc thiếu nhân lực,
nhất là đội ngũ bác sĩ, làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng, giải pháp thời gian tới. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế đưa ra các giải pháp duy trì hoạt động tại các trạm y tế của các xã sau sắp nhập, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tại trạm y tế xã còn phải được điều chỉnh thực hiện theo luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn. Đến nay không có một văn bản nào quy định sẽ có 2 trạm y tế xã trên một xã nên không thể cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh được 2 trạm trên một đơn vị hành chính cấp xã. Trong quy định pháp luật về khám bệnh chữa bệnh cũng không hướng dẫn việc cấp giấy phép khám bệnh chữa bệnh cho một loại hình có tên gọi là điểm trạm y tế. Đây là một bất cập vướng mắc trong thực tế, do đó tại một số đơn vị hành chính cấp xã có sát nhập, vì tổ chức lại trạm y tế xã nên cái việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thì đã không thực hiện được, làm cho nhân dân phải đến trụ sở y tế để tiếp cận dịch vụ y tế, có nơi có khoảng cách từ nhà người dân đến trạm y tế khá xa, có phần ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đã có nhiều ý kiến phản ánh về việc này, Sở Y tế cũng rất chia sẻ với nhân dân tại một số đơn vị hành chính cấp xã sát nhập về sự khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để giải quyết vướng mắc, theo sự chỉ đạo của Ban Nhân tỉnh, Sở đã chỉ đạo trung tâm y tế chỉ đạo các trạm y tế phân công viên chức làm việc tại các trạm y tế sát nhập để thực hiện việc tư vấn tuyên truyền nhân dân trên địa bàn từng bước thích ứng với sự thay đổi đơn vị hành chính. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thông báo số 192 ngày 29 tháng 6 năm 2022 có giao cho Bộ Y tế chủ trì với Bộ Nội vụ để hướng dẫn việc tổ chức các trạm y tế theo quy mô dân số theo đúng kết luận số 25 ngày 30 tháng 12 năm 2021 Bộ Chính trị. Sau khi có sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thì Sở Y tế cũng sẽ tham phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh trong việc tổ chức lại cái trạm mô hình trạm y tế theo cái quy mô dân số để đảm bảo cho nhân dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất vấn một số dự án thực hiện chậm, trong đó có các dự án đã được giao nguồn vốn lớn và chỉ được giải ngân trong năm 2022, đặc biệt là dự án được tỉnh 208 với số nguồn vốn 617 tỷ đồng. Sau khi nghe trả lời chất vấn, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại và trách nhiệm của chủ đầu tư. Đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra nguyên nhân và giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng PCI của tỉnh. Trong đó chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh đạt thấp, chậm cải thiện, giảm 4 bậc so với năm 2020 và đưa ra giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo. Về khả năng giải ngân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn trên 1.600 tỷ đồng. Trong cái điều kiện, một là số vốn lớn và hiện nay sắp tới sau kỳ họp này chúng ta mới giao vốn được. Vấn đề đặt trong điều kiện nữa là cái việc mà văn bản hướng dẫn của Trung ương hiện nay có một số văn bản chưa được đầy đủ. Đây là những khó khăn tạo một cái áp lực rất lớn cho giải ngân cái chương trình mục tiêu của các huyện. Trách nhiệm chính giải ngân của chương trình mục tiêu sau khi phân bổ theo các nghị quyết mà chúng ta đã nghiên cứu thì chủ yếu là các địa phương, các ngành không nhiều. Thêm nữa là cái vốn sự nghiệp cũng là một trong những nguồn kinh phí, nguồn ngân sách rất khó về giải ngân. Chính vậy thì mong muốn là một là cái trách nhiệm các huyện cố gắng lựa chọn những danh mục hiện nay đã đề xuất lên, nhưng mà cái việc mà rà soát lại, đặc biệt khi mà thực hiện cái quyết định phê duyệt dự án đầu tư thì đề nghị là các huyện, các địa phương cũng mong muốn là các đồng chí đại biểu hội đồng dân ở các địa phương, các ngành, các đồng chí giúp giám sát cho để thực hiện làm sao mà lựa chọn danh mục hiệu quả, thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt được cái mục tiêu của năm 2022 trong cái điều kiện khó khăn. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của cử tri và đại biểu, tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, tiếp tục giải quyết từng vấn đề cụ thể và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo tôi thì có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung. Thứ nhất là quan tâm nhất, thứ nhất là phải đến tăng trưởng kinh tế. Tại vì tăng trưởng kinh tế được thì nó sẽ tác động đến tất cả những cái lĩnh vực khác. Chúng ta đảm bảo tăng trưởng kinh tế thì chúng ta sẽ đảm bảo được cuộc sống của người dân. Chúng ta sẽ có điều kiện để thực hiện các mục tiêu văn hóa xã hội. Chúng ta sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân. Rồi giải quyết tất cả những vấn đề về đầu tư. Tại vì nếu không tăng trưởng kinh tế, không có thu ngân sách thì chắc chắn là rất là khó khăn. Cho nên là vấn đề đặt ra cho 6 tháng cuối năm
với một cái điều kiện là 6 tháng đầu năm chúng ta chỉ tăng trưởng được 5,46% với mục tiêu cả năm là 8%. Thì tới này thì Ủy ban nhân tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn là Sở Kế hoạch Đầu tư và các ngành là ra soát điều chỉnh lại cái kịch bản tăng trưởng. Trong đó thì từng lĩnh vực cụ thể một. Nông nghiệp tập trung vào gì mà chúng ta cố gắng là duy trì được cái tăng trưởng ngành nông nghiệp, thực hiện được đúng cái cam kết của các chủ đầu tư với tỉnh, với lãnh đạo tỉnh. Thì cái này là cái mà hết sức quan trọng. Thứ hai là chúng ta tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong phát triển công nghiệp như là khai thác khoáng sản rồi thủy điện. Nếu như một nhà máy như nhà máy chế biến chì kẽm mà đi vào hoạt động thì cái góp phần thu ngân sách rất lớn, góp phần tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp rất lớn. Cái thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy các dự án đầu tư. Trong đó chúng ta phải hết sức quan tâm đến cái việc bám sát các cơ quan trung ương như chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, bám sát các cơ quan trung ương để chúng ta thúc đẩy nhanh cái việc hoàn tất các thủ tục để chúng ta khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng vào tháng 1 năm 2023. Đấy là cái mục tiêu của chúng ta dịp là kỷ niệm Bác Hồ về nước. Chúng ta tiếp tục thực hiện cái cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo cái đề án, theo cái lộ trình của chúng ta. Trong đó khắc phục những cái điểm yếu, đặc biệt là cái chi phí không chính thức. Làm thế nào để chúng ta thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đây là những cái nội dung hết sức quan trọng mà chúng ta phải tập trung vào, chúng ta làm. Tham dự kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Những khó khăn, hạn chế của tỉnh miền núi biên giới Cao Bằng cũng được Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ ra, đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, các ngành cần quan tâm một số nội dung trọng tâm sau đây. Cao Bằng cần phát huy bề dày lịch sử và văn hóa, bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc, khai thác mạnh mẽ lợi thế và phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch sáng, xanh, sạch, đẹp, phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo khác biệt mang đậm bản sắc của Cao Bằng như thác Bản Dốc, khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê, khu di tích mộ Anh Kim Đồng, núi Cát Mát. Có thể nói Cao Bằng là một trong những tỉnh có khí hậu trong lành và ít ô nhiễm nhất được công bố trên các trang thông tin trong nước và quốc tế. Trong phiên bế mạc được tổ chức trọng thể, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành địa phương phải có cách làm đột phá, nỗ lực quyết liệt hơn nữa để khắc phục, tháo gỡ khó khăn, dồn lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đào tạo, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên để khai giảng năm học mới 2022-2023 đúng kế hoạch, xây dựng trường chuẩn quốc gia, làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội,
tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lâm năm 2022. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới. Có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của tôn giáo, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các cái hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình và các tổ chức bất hợp pháp khác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm với những tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm để ngành, địa phương, đơn vị mình trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả, tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các cái khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký danh mục nghị quyết ngay từ đầu năm, nâng cao chất lượng xây dựng các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, không ngừng đổi mới là những dấu ấn đậm nét còn đọng lại sau thành công của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Với quyết tâm trách nhiệm cao trước cử tri, nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động đổi mới, linh hoạt để nâng cao chất lượng hoạt động qua từng kỳ họp. Thành công và những đổi mới của kỳ họp lần này là nền tảng, bản lề, nối tiếp thành công của các kỳ họp tiếp sau trong cả nhiệm kỳ. Từ đó góp phần quan trọng vào thành công chung trên các phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của địa phương. Đến đây, chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau.